Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 3 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam thu hồi tiền từ các dự án tham nhũng chỉ đạt 5%, còn chống đối trong dịch tăng 48%. Số liệu nêu ra tại diễn đàn Quốc hội Việt Nam khi thảo luận báo cáo của chính phủ hôm 23 tháng 10 cho thấy tổng số tiền phải thu hồi từ các vụ án tham nhũng ở quốc gia này là 72.000 tỷ đồng Việt Nam, tương đương với 3,2 tỷ USD. Nhưng ngân sách nhà nước chỉ thu được có 5% trong số đó, tức là bằng 176,5 triệu USD. Theo báo Thanh Niên, vấn đề này được một đại biểu Quốc hội của tỉnh Bến Tre, bà Nguyễn Thị Lệ Thủy nêu ra với đề nghị làm rõ. Báo cáo của chính phủ trước đó cho biết tổng số tiền phải thu hồi trong các vụ án, vụ việc tham nhũng là 72.000 tỷ đồng, song đến nay mới thu được trên 4.000 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với năm 2020. Theo nguồn tin trên chia sẻ, đây là hình ảnh đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thủy, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Tính đến năm 2019, nhìn lại năm 2018, thì chỉ thông tin chính thức từ một số dự án lớn đã nêu ra con số là hàng trăm triệu USD tiền tham nhũng. Ví dụ vào thời điểm đó, cơ quan điều tra, viện kiểm sát hoặc cáo trạng tại tòa tổng kết những con số sau từ chỉ một số vụ án trọng điểm mà thôi. Như vụ án Trịnh Xuân Thanh trong vụ án PVC gây thiệt hại 119 tỷ đồng Việt Nam bằng 4,5 triệu USD, tham mô 4 tỷ đồng Việt Nam, đó là theo viện kiểm sát đưa ra vào ngày 1 tháng 1 năm 2018. Vụ tướng Phan Văn Anh Vĩnh bị cáo nhận đồng hồ Rolex 7.000 USD, 27 tỷ đồng Việt Nam và 1,7 triệu USD. Tướng Nguyễn Thanh Hóa nhận 22 tỷ đồng Việt Nam từ Nguyễn Văn Dương năm 2018 trong vụ đường dây đánh bạc. Vụ Trần Bắc Hà, nghi phạm này đã chết, bị cho là liên quan đến các vi phạm phạm công danh, trầm bê và 44 hợp đồng phạm trong vụ gây thất thoát tới 6.000 tỷ đồng, tức là 300 triệu USD tại ngân hàng xây dựng VNCB. Vụ Mobile Phone AVG với ông Nguyễn Bắc Sơn, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn đã khai nhận tổng cộng là 3,2 triệu đô la hối lộ từ ông Phạm Nhật Vũ. Tuy thế, vào hồi tháng 7 năm 2019, báo chí Việt Nam trích lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người chủ trì cuộc họp chỉ đạo Ban chống tham nhũng Trung ương, nói trong 6 tháng đầu năm, công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh theo hướng có chiều sâu, đạt kết quả toàn diện, đồng bộ, rõ nét. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sang năm 2020, thống kê của Tổ chức Minh bạch Quốc tế công bố vào hồi năm 2020, Việt Nam đứng vị trí 96 trên 180 về tham nhũng. Đầu năm 2021, bản thân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nhắc đến chuyện về người mang vali tiền USD tới Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kể lại câu chuyện mang tính cảnh tỉnh và răn đe nghiêm khắc về trường hợp hối lộ xách vali tiền đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để biếu xén, lấp liếm. Theo đó, đồng chí cán bộ kiểm tra mở vali xem thấy toàn tiền USD. Tôi yêu cầu khóa vali lại, niêm phong và lập biên bản. Theo báo Công an Nhân dân, chia sẻ vào ngày 1 tháng 2 năm 2021. Một chi tiết đáng chú ý khác được nêu ra tại diễn đàn Quốc hội là số việc vụ việc chống lại công an và người thi hành công vụ tăng cao, nhất là trong đại dịch COVID-19. Ủy ban Tư pháp Quốc hội cũng đã lưu ý tội phạm chống người thi hành công vụ tiếp tục gia tăng tới 548 vụ, tức là tăng 20,18% và diễn biến phức tạp, đặc biệt hành vi chống lại lực lượng đang thi hành nhiệm vụ phòng chống dịch và lực lượng công an. Cùng lúc, Bộ trưởng Công an Đại tướng Tô Lâm thì nói rằng các vụ tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kéo giảm 8,06% so với năm 2020. Đây là hình ảnh chính quyền Bình Dương phá cửa cưỡng chế một phụ nữ để ngoáy mũi xét nghiệm COVID-19. Chống COVID cũng ra tiền. Một điểm mới nữa là tội phạm lợi dụng công tác chống COVID để trục lợi. Các vụ việc này diễn ra trong bối cảnh những món lợi ích nhóm trong hệ thống ngày càng tinh khôn, như công tác tự kiểm tra, tự phát hiện tham nhũng trong nội bộ vẫn là khẩu yếu. Trong năm 2021, tình hình tội phạm tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Một số loại tội phạm kinh tế, tham nhũng có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ lợi ích nhóm sân sau và tập trung vào một số lĩnh vực như đấu thầu, đấu giá, cổ phần hóa, tín dụng, ngân hàng, y tế, giáo dục. Đáng chú ý, Ủy ban Tư pháp cho biết, cùng với các loại hoạt động tội phạm tham nhũng truyền thống,
thì hiện đã phát sinh một số tội phạm tham nhũng liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh. Quốc hội Việt Nam cũng ghi nhận có các hiện tượng thu tiền để được tiêm chủng vaccine tại một số cơ sở tiêm chủng. Một số đối tượng yêu cầu người dân phải trả phí để được ưu tiên tiêm trước, v.v. Ngoài ra là tình trạng làm giả giấy nhận diện QR code để vào luồng xanh vận tải, lợi dụng luồng xanh để vận chuyển người hàng hóa trái phép. Theo đài BBC News tiếng Việt tìm hiểu, đã có cả hiện tượng không muốn nhận vaccine hiến tặng mà đòi mua từ nguồn ở nước ngoài, gây nghi vấn có phải là đơn vị cá nhân nhập về Việt Nam có lợi ích riêng trong đó hay không. Quy định 37 về 19 điều cấm đối với đảng viên liệu có nghiêm trọng hay không, hoặc luật phòng chống tham nhũng có phát huy tác dụng hay không? Đây cũng là câu hỏi được đặt ra. Đây là hình ảnh đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc, người bị phát hiện chi hơn 50 tỷ đồng để mua quốc tịch đảo Sip. Trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Mai Bá Kiếm phân tích quy định mới của đảng so với các thể chế chống tham nhũng hiện hành như sau. Tổng Bí thư vừa ký ban hành quy định 37 về những điều đảng viên không được làm. Trong đó có mấy điều cấm mới là không được nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, hoặc là mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định, không can thiệp để con cái du học bằng tiền tài trợ. Quy định này rất khắt khe so với lời của ông Tổng Bí thư đã tâm sự với cử tri quận Cầu Giấy, Hà Nội vào chiều ngày 17 tháng 6, như kê khai tài sản cán bộ là vấn đề rất khó, nhạy cảm bởi nó liên quan đến quyền đời tư, quyền bí mật cá nhân. Tuy khó và nhạy cảm nhưng khi chỉ đạo công tác nhân sự đại hội 13 của Đảng vào ngày 26 tháng 4, ông Tổng Bí thư lại kiên định rằng không để lọt vào trung ương cán bộ kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà đất, tài sản không rõ nguồn gốc. Nhưng chủ trương không để lọt vào đã không được luật hóa khi Quốc hội thông qua luật phòng chống tham nhũng vào năm 2018. Chính phủ của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi đó đã trình 3 phương án xử lý tài sản không rõ nguồn gốc là giao cho tòa án xử lý hoặc nộp 45% thuế thu nhập cá nhân hoặc tạm bỏ quy định này, thì Quốc hội chọn tạm bỏ quy định này. Vì thế khó mà không để lọt vào cán bộ kê khai tài sản không trung thực, không nguồn gốc. Còn ai giàu nhanh, nhiều nhà đất thì chỉ có trời mới biết và cán bộ đó biết mà thôi. Đến nay, Thanh tra Chính phủ đã nhận được 1.283.000 bản kê khai, tức là đạt 99%, nhưng còn chờ Thủ tướng xem xét, phê duyệt, xây dựng định hướng kế hoạch xác minh về tài sản như đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Thực tế thì chuyện xác minh tài sản kê khai có trung thực hay không thì còn lâu mới làm được. Đây là hình ảnh căn nhà dùng 80m², 80m³ gỗ quý của ông Khổng Trung, trưởng chi cục kiểm lâm ở Quảng Trị, trên khu đất diện tích hơn 2.000m², cùng hệ thống sân vườn, cây cảnh, được ông Trung khai báo tất cả gỗ để hợp pháp từ nguồn tiền tiết kiệm mà ra. Nhớ lại vào khoảng năm 1995, ông Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân quận 5, quận ủy viên đã cùng vợ con xuất cảnh sang Mỹ theo diện ODP mà cả quận không ai biết. Thời đó, đảng viên có thân nhân ở nước ngoài không dám hé răng, nhưng bây giờ con cái ở nước ngoài là đẳng cấp để phô trương. Như ông Nguyễn Đức Trung cũng đã khuyên con ở lại Mỹ đừng về Việt Nam tránh dịch, nên chuyện lấy quốc tịch nước ngoài dễ như trở bàn tay. Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc là chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Bến Thành bị báo nước ngoài phanh phui có hộ chiếu đảo Sip cùng vợ vào tháng 12 năm 2018 theo chương trình hộ chiếu vàng. Nhưng đại biểu Quốc hội Lê Thị Nguyệt Hường mới cao tay, Phú Quốc mới là đại biểu Quốc hội khóa 14. Nguyệt Hường đắc cử liên tục 3 khóa liền, 12, 13 và 14. Lần thứ 3, bà trúng cử với tỷ lệ phiếu cao nhất là 78,51% tại đơn vị bầu cử số 5 ở Hà Nội. Nhưng đến ngày 15 tháng 7 năm 2016, Hội đồng Bầu cử Quốc gia mới biết chuyện Nguyệt Hường mới tậu quốc tịch Malta. Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân Thanh cũng trúng cử với số phiếu cao ngất ngưỡng tại Hậu Giang và sau đó bỏ trốn sang Đức mà không ai biết. Cùng ngày 15 tháng 7, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã bác luôn tư cách đại biểu Quốc hội với ông Thành. Khi Bộ Công an xác định cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa có liên quan đến vụ án Sabeco để khu đất vàng ở số 246 Hai Bà Trưng lọt vào tay tư nhân, thì bà đã ở yên bên trời Âu. Tháng 1 năm 2021, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt tạm giam Phạm Văn Sáng,
cựu giám đốc Sở Kế hoạch Đồng Nai về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, thì ông này đã bay tới Mỹ rồi. Thành phố Hồ Chí Minh có hai nữ giám đốc cùng bị truy nã trong năm 2019 khi bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Thì bà Đào Thị Hương Lan, cựu giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh bỗng dừng mất tích. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Tư ngày 3 tháng 11 năm 2021 với bản tin Việt Nam thu hồi tiền từ án tham nhũng chỉ đạt 5%, còn chống đối trong dịch thì thu trên tăng 48%. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.